Lâm Mi Thần, tuổi thơ nghèo khó, từng phải viết di chúc đến đại tỷ giàu có. Lâm Mi Thần sinh ra trong gia đình không êm ấm khi mỗi ngày cô phải chứng kiến những trận cãi vã không hồi kết của bố mẹ. Thực chất, hai người đã ly hôn từ lâu. Khi đó, mẹ Lâm Mi Thần đã phải nói dối rằng bố cô đi công tác nước ngoài vì không muốn làm tổn thương chị em nữ diễn viên. Phải đến tận năm lớp 11, Lâm Mi Thần mới vỡ lẽ về chuyện của bố mẹ và còn biết thêm về khoản nợ khổng lồ mà gia đình cô đang mắc phải lên đến 5 triệu đài tệ, khoảng 3,8 tỷ đồng. Ước mơ thuở nhỏ của Lâm Mi Thần là lớn lên trở thành cô giáo dạy trẻ. Cô chưa từng có ý định gia nhập làng giải trí, dù sở hữu vẻ ngoài khả ái và xinh xắn. Nhưng những gì thuộc về định mệnh, con người có muốn cũng không thể tránh né. Năm 18 tuổi, Lâm Mi Thần bất ngờ giành giải nhất cuộc thi người đẹp do báo Tiệp Vận của thành phố Đài Bắc tổ chức. Khi đó, ít ai biết được mục đích của cô chỉ đơn thuần là kiếm tiền mua cho em trai chiếc máy tính. Giải thưởng ấy đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời của Lâm Mi Thần. Cô bắt đầu nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo và được Châu Du Dân mời đóng MV Masked Quiz. Vẻ đẹp trong sáng, đáng yêu của Lâm Mi Thần lúc đó rất phù hợp với thị hiếu của giới trẻ. Nhiều đạo diễn bắt đầu để ý và ngỏ lời mời cô đóng phim. Những năm đầu vào nghề, Lâm Mi Thần chưa thực sự đam mê diễn xuất, nhưng vì trả nợ cho gia đình nên cô luôn nỗ lực hết sức. Cuộc sống chưa bao giờ no ấm, nhưng người đẹp chưa bao giờ mất niềm tin vào nhân sinh tốt đẹp. Cô cho rằng những khó khăn trong quá khứ sẽ trở thành nguồn động lực giúp cô trở nên mạnh mẽ hơn để chống chọi với những thách thức phía trước. Năm 27 tuổi, Lâm Mi Thần vì làm việc cực lực nên bị vỡ mạch máu não và phát hiện khối u, phải nhập viện điều trị. Khi đó, cô gái trẻ đã ngay lập tức viết di chúc để lại gia sản cho mẹ và em trai. Lâm Mi Thần chia sẻ do tính chất công việc rày đây mai đó không ổn định, lại còn phải đối mặt với nhiều nguy hiểm trong các cảnh quay. Cô có thể gặp bất trắc bất kỳ lúc nào nên dù có ra đi cũng phải lo lắng vẹn toàn cho người ở lại. Chị đại của làng giải trí Đài Loan. Lâm Mi Thần là một trong những cái tên tiên phong trong dòng phim thần tượng Đài Loan. Năm 2002, cô nhận về vai diễn đầu tay trong True Love 18 và sau đó trở thành gương mặt yêu thích trong một loạt tác phẩm đình đám, Khu vườn bí mật 1 và 2, Học sinh lớp 7, v.v. Với sự nỗ lực hết mình để tạo nên những vai diễn giàu cá tính, họ Lâm ngày càng được khán giả chú ý và đánh giá cao về khả năng diễn xuất. Cô được coi là một trong những nữ diễn viên phim thần tượng đắt giá nhất của Đài Loan. Trong thời kỳ hoàng kim của phim truyền hình Đài Loan, người đẹp tiếp tục được nhớ đến với những tác phẩm thành công như Những cô gái cung phu, Nàng Juliet Phương Đông. Thế nhưng, bước đệm đưa tên tuổi Lâm Mi Thần vụt lên thành sao hạng A chính là vai diễn viên tương cầm trong hai phần phim Thơ Ngây lên sóng hồi năm 2005. Lối diễn chân phương, mộc mạc của nữ diễn viên đã xuất sắc lột tả nét ngây thơ, ngốc nghếch, đáng yêu của nhân vật và nhận được rất nhiều thiện cảm từ phía khán giả trên khắp châu Á. Thừa thắng xông lên, Lâm Mi Thần mở rộng hoạt động sang Trung Quốc và gây ấn tượng với vai diễn Hoàng Dung trong Tần Anh Hùng Xạ Điêu năm 2007. Cùng với Trần Bách Lâm, nữ diễn viên đã có màn thể hiện tuyệt vời trong bộ phim Có lẽ anh không thể yêu em và giành về giải ảnh hậu liên hoan phim Kim Trung, khẳng định vị thế đại tỷ trong làng phim xứ Đài bên cạnh Dương Thừa Lâm và Trần Kiều Ân. Trước đó, Lâm Mi Thần cũng là người đẹp dòng phim thần tượng đầu tiên nhận giải nữ diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải chuông vàng sau khi phần 2 của Thơ Ngây phát sóng. Ở Trung Quốc đại lục, danh tiếng của Lâm Mi Thần cũng ngày càng có sức ảnh hưởng rộng rãi sau bộ phim Anh Hùng Xạ Điêu được lên sóng. Không chỉ vậy, mỹ nhân sinh năm 1982 còn lấn sân sang lĩnh vực ca hát và thành công rực rỡ của ba album là Adventure of Lunia 2007, Blissful Encounter 2009 và A Wonderful Journey 2010. Tháng 2 năm 2009, Lâm Mi Thần đã bí mật trải qua một ca phẫu thuật não và phải tạm dừng mọi hoạt động để đợi tới khi sức khỏe bình phục hoàn toàn. Sau khi hồi phục, cô hầu như chỉ đóng phim điện ảnh. Hầu hết những nam diễn viên hợp tác cùng cô đều có sự nghiệp thăng hoa. Hà Quân Tường trong Hợp đồng tình yêu 2004, Trịnh Nguyên Sướng trong Thơ Ngây 2005 là hai nam diễn viên nổi đình nổi đám sau khi hợp tác với Lâm Mi Thần. Năm 2006, Lâm Mi Thần bén duyên với Ngô Tôn trong bộ phim Nàng Juliet Phương Đông. Lần kết hợp này là khởi đầu cho chuỗi thành công trong sự nghiệp đóng phim truyền hình sau này của Ngô Tôn. Trước khi gật đầu tham gia bộ phim Có lẽ anh sẽ không yêu em, sự nghiệp của nam diễn viên Trần Bách Lâm đã chững lại trong nhiều năm. Nhờ thành công của lần hợp tác này, tên tuổi của nam diễn viên họ Trần đã được hâm nóng trở lại. Lăng Lăng Vương là một trong những tác phẩm truyền hình thành công nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Phùng Thiệu Phong, đồng hành cùng anh trong phim là Lâm Mi Thần. Một lần nữa, nữ diễn viên họ Lâm đã chứng tỏ khả năng đưa tên tuổi của bạn diễn tiến xa. Mỗi lần phim của Lâm Mi Thần kết thúc, người hâm mộ lại bàn tán xôn xao về cảm xúc và sự ăn ý giữa cặp nam nữ chính. Đây là điều mà hiếm nữ diễn viên nào có thể làm được. Nỗ lực thoát mác diễn viên thần tượng. Đầu năm 2017, Lâm Mi Thần có cuộc trở lại ấn tượng cùng vai diễn Miu Miu, một cô gái bị kẻ xấu cưỡng bức trong phim điện ảnh Gia Tộc Thần Bí. Đây là vai diễn đánh dấu sự trưởng thành, lột xác của nữ diễn viên sau nhiều năm bị đóng khung trong hình ảnh trong sáng, hiền lành. Người đẹp không tuổi cho biết, vì bản thân đã đến tuổi 35 nên cô mong muốn được khán giả nhớ đến mình bằng năng lực diễn xuất hơn là vẻ ngoài đáng yêu, nhí nhảnh. Để hoàn thành cảnh quay đầy ám ảnh, thiên thần màn ảnh nhỏ ngày nào đã phải luyện tập và tự lăn lộn trên sàn nhà, thậm chí là hét trước gương.
Đến ngày quay chính thức, Lâm Y Thần phải chịu bẩn vì sinh đất trong thời tiết ẩm ướt, cảm lạnh vì gió mạnh và trời xước vì phải liên tục vật lộn kéo lê khi quay đi quay lại hơn 20 lần. Tính đến thời điểm hiện tại, Lâm Y Thần dù đã kết hôn nhưng vẫn giữ được sức hút tên tuổi. Tại đại lục, cô được trả thù lao cao ngất ngưỡng lên đến 400.000 nhân dân tệ, khoảng 1,4 tỷ đồng cho mỗi tập phim Lăng Lăng Vương. Dù vô cùng kín tiếng, nhưng nhiều nguồn tin khẳng định, nữ diễn viên cá kiếm được rất nhiều tiền từ các hoạt động giải trí và kinh doanh bất động sản. Từ một cô bé nghèo khó chật vật khắp nơi trả nợ cho gia đình, Lâm Mỹ Thần giờ đã trở thành nữ đại gia khét tiếng của xứ Showbiz Đài, một tấm gương vượt khó dành cho tất cả mọi người. Hôn nhân viên mãn bên cạnh chồng đại gia đẹp như tài tử. Trong suốt nhiều năm lăn lộn trong ngành giải trí, Lâm Mỹ Thần chưa bao giờ vướng scandal tiêu cực. Tin đồn tình cảm thì hầu hết do các fan vì quá yêu mến cặp đôi trong phim và tự rỉ tại nhau. Năm 2012, Lâm Mỹ Thần bất ngờ tiết lộ cô đang hẹn hò với bạn trai Lâm Vu Siêu, doanh nhân Hoa Kiều điều hành công ty sản xuất thiết bị lặn ở California, Mỹ. Hai người quen biết nhau hơn 10 năm nhưng vào một lần tình cờ gặp lại mới nảy sinh tình cảm nam nữ. Cặp đôi yêu nhau được 2 năm thì tiến tới hôn nhân bằng lễ cưới cổ tích trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè lẫn người hâm mộ. Sau khi kết hôn, Lâm Y Thần vẫn đi đi về về giữa Trung Quốc và Đài Loan để đóng phim. Ông xã cô cũng chấp nhận yêu xa, chưa vội có con để vợ được tận hưởng niềm đam mê diễn xuất.